các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt giới tính của vẹt lớp bớt. Thì để mình giới thiệu sơ qua cho các bạn, đó chính là cái dòng lớp bớt này là một trong những dòng rất là khó trong cái việc phân biệt giới tính. Vì vậy mà cái người nuôi lớp bớt đó các bạn, thì người ta hay nuôi theo cái mô hình tập thể để cho chim tự bắt cặp với nhau. Còn nếu các bạn muốn nuôi theo cái kiểu là tách ra từng đôi nuôi độc lập á, thì các bạn phải đảm bảo là cái đôi đó phải chuẩn giới tính 100%. Theo mình biết á, thì ở nước ngoài người ta sẽ phân biệt giới tính của cái dòng lớp bớt này á, bằng phương pháp là xét nghiệm ADN. Ở như các bạn thấy ở đây thì mình có hai đôi, một đôi màu vàng và một đôi màu nó xám xám này. Thì về hình thức á, thì nó như nhau, nếu mà các bạn xét theo chim cùng màu. Hai con này là một đôi này các bạn, hai con xám một đôi, hai con vàng một đôi. Về hình thức, vẻ bề ngoài thì giống y đúc nhau. Cái lúc mà mình mới nuôi lớp bớt á, mình có mua 6 đôi về mình nuôi và họ cũng chịu thua. Tức là về bản chất thì 6 đôi là 12 con, nhưng mà họ vẫn không phân biệt được nó là trống hay máy, và người ta chỉ gửi cho mình 12 con thôi. Về mình làm một cái AV lớn và mình thả vào cho nó bắt cặp tự nhiên. Mình có làm tổ, mình bố trí tổ đầy đủ các bạn, một cái chuồng lớn mình nuôi. Và mình nuôi một thời gian thì mình thấy có vài đôi nó bắt cặp với nhau. Đó, và mình khi mà mình thấy nó bắt cặp với nhau, mình thấy nó chui vào tổ này, mình thấy nó cho nó đút nhau ăn rồi các bạn, rất tình cảm. Thì mình nghĩ đó là một đôi và mình đem mình tách ra, mình nuôi vào chuồng độc lập. Và cái đôi đó mình nuôi khoảng vài tháng sau thì bắt đầu tổ rồi, nó chui ra vô tổ miết thôi. Và đôi đó vẫn không sinh sản. Và có một đôi khác mình ghép với nhau thì nó lại sinh sản trứng rất là nhiều, gọi là nó sinh sản bất thường các bạn. Thì mình mới kiểm, sau này mình mới nghiệm lại là hai con mà sinh sản nhiều đó là hai con chim mái với nhau, cho nên cái lượng trứng nó tăng rất là nhanh. Còn lớp bớt thì tập tính sinh sản nó vẫn là 2 ngày nó để một trứng hoặc là 3 ngày nó để một trứng, nhưng mà tổ này nó tăng trứng nhanh, cho nên mình nghi ngờ và rút cuộc đó là hai con chim mái. Và hai cái con hồi nãy mình nói các bạn đó thì nó vẫn bắt cặp, vẫn chui vào tổ này nọ được, nhưng mà nó không sinh sản trứng. Và sau này mình biết cái cách này rồi thì mình kiểm định lại thì nó là hai con chim trống đó. Vì vậy mà video này mình sẽ hướng dẫn các bạn, và những cái cách mà mình chuẩn bị hướng dẫn cho các bạn nó chỉ mang một tính chất tham khảo, chứ nó không đúng tuyệt đối 100% như là cái dòng yến phục hoặc là những cái dòng chim mà nó có cái giới tính đặc trưng. Và cái cách mà nhanh nhất, chuẩn nhất mà tỷ lệ đúng 100% với các bạn, đó là các bạn mổ bụng chim ra, con nào có 2 trứng bên trong thì con nó bao đóng 100%, không thể nào chặt được. Đó, cái này là mình đùa đó. Rồi bây giờ cái cách đầu tiên đó là các bạn hãy quan sát cử chỉ của chim. Mình thấy cái con chim trống theo cảm nhận của mình thì nó sẽ kêu nhiều hơn và nó lanh hơn, nó gọi là nó linh hoạt hơn trong cái lòng chim. Cái này là cảm quan thôi nha các bạn. Rồi mình có đọc một cái số tài liệu thì người ta nói là cái con chim trống á các bạn thì cái đuôi nhọn, còn con chim mái là cái đuôi nó tè ra, tức là cái đuôi cái dạng như là cái đuôi con tôm á. Tại ở đây mình thấy cũng đúng, cũng có một số con là cái đuôi nhọn và một số con đuôi tè. Còn cái cách thứ ba ở đây á, mà mình thấy cái xác suất đúng khá cao, tức là khi mà con chim nó đậu ra một cái cầu ngang á các bạn, một cái cầu ngang và hai con chim nó đậu lên á, thì cái con chim mái á, nó lùn hơn con chim trống, nó lùn ở cái khoảng cách chân nha, từ chân đến bụng á, so với cái cầu nó đang đậu á, thì con chim trống nó đậu cao hơn, cái phần bụng nó cách cái cầu cao hơn, còn con chim mái nó lùn hơn. Cách thứ tư là các bạn có thể kiểm tra giới tính bằng phương pháp là đo xương chậu. Thì cái cách này hồi xưa mình có hướng dẫn các bạn để phân biệt yến phụng rồi đó, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng trên con chim lớp bớt. Cách này chỉ áp dụng được cho những con chim lớn. Lớn ở đây là nó vào độ tuổi gọi như là trưởng thành hoặc là gần trưởng thành rồi đó, chứ còn chim non là chịu thua. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một lần thôi và các bạn hãy tự áp dụng. Để như cái này mình sẽ bắt một con ngẫu nhiên thôi. Và con lớp bớt này nó cắn đau lắm nha các bạn, nên khi các bạn bắt con này các bạn cẩn thận một xíu chứ không nó cắn chảy máu tay đó. Các bạn coi cái mỏ nó này, đó cái độ sát thương rất là cao. Đây các bạn, đây là phần hậu môn chim này, là cái chỗ này đó, nhìn vào các bạn sẽ xác định được thôi đó. Và cái xương chậu nó sẽ nằm gần hậu môn nha các bạn, và nó nằm phía này của hậu môn này, và nó nằm gần hậu môn đây. Còn cái đuôi mà các bạn hồi nãy mình có nói các bạn là đuôi nhọn hay là đuôi bằng á, thì con này là đuôi nhọn, đuôi nhọn này các bạn. Hoặc là các bạn nhìn vào cái con vàng này là đuôi bằng, cái đuôi nó như con tôm á các bạn, nó không có nhọn như con này,
Đó, các bạn thấy cái đuôi con vàng này chưa? Đó, mình bỏ trong lồng nên là nó bị tè tè cái đuôi rồi. Rồi, và cái xương chậu là nó nằm vị trí này nè các bạn. Đây, ngay chỗ tay mình đang đặt này. Chỗ này nè. Nó dưới hậu môn, nó dưới hậu môn khoảng chừng 0,5 đến 1 cm thôi. Và khi các bạn sờ vào thì các bạn sẽ tự cảm nhận được thôi. Sờ vào các bạn sẽ cảm nhận được. Nếu mà các bạn có nuôi một đôi, các bạn kiểm tra xương chậu hai con, mà nếu hai con mà khoảng cách xương chậu nó khác nhau rõ rệt đó thì một cặp 100%. Nhưng mà nếu xương chậu nó có kích thước tương đồng nhau á thì chứng tỏ hai con chim của bạn nó cùng dễ tính rồi. Nếu bạn nào mà nuôi nhiều á thì các bạn sẽ áp dụng cái cách này trên vài con. Các bạn sẽ thí điểm trên vài con và các bạn sẽ tự ước lượng được khoảng cách như thế nào là trống, như thế nào là mái. Chứ mình vẫn không thể nào đưa ra cho các bạn khoảng cách rộng bao nhiêu cm là trống hoặc khoảng cách rộng bao nhiêu cm là mái. Cái này các bạn kinh nghiệm, các bạn kiểm tra nhiều thì các bạn quen, các bạn xác định như vậy. Cái cách mà nhận biết giới tính bằng xương chậu này các bạn có thể áp dụng được cho khá nhiều chim, khá nhiều loại. Nhưng mà nó chỉ áp dụng đúng khi con chim có độ tuổi gần trưởng thành hoặc trưởng thành thì các bạn mới áp dụng được, chứ còn non thì không thể áp dụng được. Các bạn rờ tay vào cái khu vực này. Rờ vào thì các bạn sẽ thấy nó có hai cái cục xương nhô ra. Cũng gọi là nó cứng mà nó nhô ra. Đây các bạn. Ngõ này nó có hai cái này, lông nhiều quá mình cũng không thể nào. Đây này, hai bên này nó có hai cái mép xương và nó nhô ra. Nhô ra cũng khá là nhiều. Và theo kinh nghiệm của mình á thì khi mà các bạn rờ cái tay các bạn vào cái khu vực bụng này á thì về con chim mái á, thì nó rất là mềm. Bụng nó sẽ mềm nha các bạn. Và nó nhô ra. Còn con chim trống là nó hơi hớp vào, nó thụt vào bên trong. Đó là về cái phần da bụng. Tiếp đến về cái phần xương chậu ở đây á, là cái con chim mái là hai cái đỉnh của cái xương chậu các bạn. Nói xương chậu nó kiểu như vậy này, các bạn rờ vào thì các bạn sẽ đụng hai cái này nè. Đây, hai cái đỉnh của cái xương chậu này. Chính giữa đây là gọi là khoảng cách xương chậu nè. Đó, hình dung nó như vậy. Thì khi các bạn rờ tay vào thì các bạn sẽ đụng hai cái này. Đối với con chim mái thì hai cái đỉnh của cái xương chậu nó sẽ mềm. Và nó có tính dạng nở tốt. Tức là các bạn hình dung khi mà đến mùa sinh sản thì cái trứng nó sẽ đi ngang chính giữa cái xương chậu, nó đi ra ngoài. Cho nên là cái xương chậu nó sẽ dạng nở tốt và nó mềm. Còn nếu mà con chim trống các bạn rờ vào thì nó rất là nhọn và các bạn có thể cảm nhận được là nó đau và nó cứng. Còn con chim mái là có thể nó to hơn. Có những con các bạn cho tay vào thì nó gần như nó muốn lọt cái tay các bạn qua cái khe xương đó luôn. Còn chim trống là không thể nào, không thể nào mà tay các bạn lọt qua được. Đây là một con chim trống nha các bạn. Đây là con chim trống nè. Và con chim mái thì nó ở trong tổ. Đây các bạn, nó vừa chạy ra rồi. Đó, con mái là con màu xanh á, màu lưng tím á các bạn. Đây là hai trứng nó đã sinh sản nè. Trứng này thì mới đẻ thôi. Con lắp bắp thì hai ngày nó đẻ một trứng nha các bạn, y như ý phụng vậy. Đây là cái đôi chim lớn nè. Và tổ này các bạn. Trứng này thì ấp cũng gần nữa rồi. Trứng đã lên phôi rồi. Cái đôi này thì con vàng là con trống các bạn. Đôi này cũng đẻ hai trứng bên trong rồi. Ba trứng. Ồ, hôm nay là trứng thứ ba rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì cho mình một like. Và nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.